chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tới Suối Tiên rồi các bạn ơi. Giờ nãy đi mua vé rồi, vé thì lớn còn 120 ngàn các bạn. Để mình quay cho các bạn xem nha. Người lớn 120 ngàn, vé em 60 ngàn. Rồi mời các bạn vô Suối Tiên với mình nhé. Vô cổng với mình nha các bạn. Mời các bạn vô cổng với mình nha. Để coi ở trong Suối Tiên có cái gì vui và cái gì hay nha các bạn. Mình đi cũng mấy người, 6-7 người. Đây có nhóm mình đây. Ngày thường những người rất là ít luôn các bạn ơi, có lễ lọc thì mấy người rất là nhiều mà nay người ít lắm. Đây là ếch đồng, ếch vàng các bạn. Đây là thời xưa anh em lâu năm gặp lại, chào gái. Vào mê cung Suối Tiên đi đường nào cũng được hết trơn á, mà chút nữa có biết đường ra hay không á, quan trọng là đường ra. Hello. Mở bạn miếng mình xuống. Excuse me, where are you from? Xua chứ. Này cây này biết cây gì đó các bạn ơi. Cây đa hay gì đó, nhưng mà lâu năm không biết người ta cây cột vải này để làm gì cũng không biết. Người ta cầu an hay gì đó. Không biết nữa. Đây các bạn, đây là biển Tiên Đồng Ngọc Nữ, thành lập từ 2014 tới giờ. Đây, các bạn thường xuyên coi thấy trên TV nó bay lại mà vô tắm á, biển Tiên Đồng Ngọc Nữ các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạn ơi. Đó, trời mưa mà vẫn vui nè, bão chứ mưa gì. Đang làm gì các bạn? Hả? Bạn năm gì vậy? Đang làm theo tượng à? Theo tượng thôi. Y hệt luôn. Thiếu cây gậy rồi, cầm cây gậy lên. Dùng điện thoại bỏ đi. Ta không nhân tẹp một nè. Không suy tiền. Ô con khỉ kìa, khỉ kìa các bạn ơi. Bữa nay là chỗ HKT lúc mà mới làm xong HKT lên nhảy đây nè các bạn. Có phun nước mà hôm nay ta không bật nước sao á, không có phun. Nhảy vô hố đi. Nặng nã đang bổ ăn máu. Đi ạ. Nhâm thai cho mình chọn máu hả? Siêu Black mới đạp xe qua các bạn. Đấy, có tô ngủ không chụp hình nữa các bạn. Ủa, tô ngủ không chụp hình nè. Ai muốn chụp hình với tô ngủ không có luôn nè các bạn. Bằng lưới á. Vé cả 6 nè các bạn. Một người lớn 30.000, con nít 15.000. Mình phải tôi test nó chẳng hết mà anh bố bằng bà con lên. Tôi mới cặp bơ tao. Nè sản sắp lên. Cho anh một đôi lên flag bằng không sắp bốn. Cho nồng nồng mơ con nhiêm con ấy cục thứ. Mơ sát cho lên cặp bơ đó anh mơ sát mẹ. Chỗ nó có bơ nó trên tao mơ cỏ luôn còn mắn thì mình bán chỗ nè.
ghê thiệt. Gửi cả sáu luôn các bạn. Gửi cả sáu luôn. Gửi cả sáu luôn. Các bạn thấy sợ chưa? Gửi cả sáu. Gửi lọt đâu? Cá sấu các bạn. À mình mới vào vé lúc nãy mình quên quay lại cái đoạn đó. Cá sấu thật nè các bạn. Đây. Trước đây có 40 ngàn con, bây giờ ít rồi, bây giờ chắc còn có mấy ngàn. Bắt gần hết rồi các bạn ơi. Không chọc phá cá sấu nguy hiểm. Đã có cảnh báo đàng hoàng nha. Quấn chở thức bé. Ừ. Ngày nay tôi tuổi thay em đi. Cứ ngày nay tôi tuổi thay em. Tuổi thay em nó làm được yên. Ba ha. Lúa tàu siêu tốc quá. Siêu tốc. Tàu lượng siêu tốc. Các cư dân của chúng tôi rất hiền hòa, đôi khi cũng có giải sức mất nhỏ, đánh nhau, cãi nhau trong mùa cưới và khi nguồn lương thực dày. Xì xa suốt tiếc á, cơ bơ đó. Sau đó, cái cơ mà theo bơ tí con lôi chứ. Bắp bón, cái bẻm bón được. Bắp bón. Cầu cái sáu các bạn. Câu không được thì nhảy xuống bắt luôn nha. Mưa suốt luôn các bạn ơi. Đi Sứ Tiên bữa nay gặp trời mưa bão. Đi đi các bạn, đi đi các cô đi đi, cô đi đi làm cô đi bắt cái chó nó bởi dân mưa bao đó đi. Cảm ơn tôi mày lo. Đây là khu trò chơi trẻ em nè các bạn. Nhà banh nè các bạn. Đó. Nít rất là khoái luôn. Đây là xe du khách làm biến đi thì mình thuê xe này chạy nha các bạn. Như nghe nói một vé 200 mấy á là đi vòng quanh cả Suối Tiên luôn các bạn. Này. Đó. Giờ đi nãy giờ hơn 2 tiếng rồi các bạn ơi. Giờ đi ra cổng thôi các bạn ơi. Về thôi. Mưa suốt, không có đi chơi bữa nay không có vui. Trời mưa không à. Giờ mình đang quay ra cổng rồi các bạn ơi. Quay về thôi. Nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi các bạn ơi. Đây, giờ sắp tới cổng rồi. Ra cổng mình tạm biệt Suối Tiên. Hẹn lần sau tới nữa. Quay trên cổng tạm biệt cổng. Quay trên cổng có biết. Đi hơn
đi hơn 2 tiếng đồng hồ, giờ mình cũng quay lại chỗ cổng chính nữa các bạn ơi. Mình tạm biệt các bạn ơi. Lối ra cổng các bạn. Tạm biệt. Đây các bạn ơi, giờ mình ra tới ngoài cổng rồi các bạn. Đây à, cổng xuống tiên nữa các bạn. Rồi nha, chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye xuống tiên.